Hiếu Trung và Mỹ Duyên kính chào quý vị và bà con nông dân đã dành thời gian theo dõi bản tin kinh tế nông nghiệp của Đài Phát thanh Truyền hình và Báo Bình Phước. Và hôm nay là một tuần mới, chúc quý vị và các bạn có một tuần làm việc hăng say và hiệu quả. Vâng, như thường lệ, chúng tôi xin được cảm ơn phân bón Mặt Trời Mới, phân bón Hai Phong và Liên minh Hợp tác xã tỉnh Bình Phước đã luôn đồng hành cùng với bản tin kinh tế nông nghiệp của chúng tôi. Mỹ Duyên này, không biết là Mỹ Duyên có bao giờ nghe đến kinh tế thi đua chưa? Dạ, kinh tế thi đua nghe khá là đặc biệt đúng không ạ? Và thực ra là Mỹ Duyên cũng đã từng nghe qua rồi. Đây là một việc làm hết sức là thiết thực mà các chủ trang trại trong tỉnh Bình Phước chúng ta tham gia phong trào này đúng không ạ? Chính xác là như vậy rồi. Thưa quý vị, tuy nhiên thì họ thi đua như thế nào và có gì đặc biệt từ mô hình này thì chúng tôi sẽ chuyển đến quý vị cùng bà con ở phần sau của bản tin kinh tế nông nghiệp. Còn bây giờ thì chúng ta sẽ cùng đến với các nội dung chính sẽ có trong bản tin ngày hôm nay. Doanh nghiệp châu Âu quan tâm đặc biệt đến nông nghiệp xanh. Hội báo toàn quốc thu hút 64 gian hàng trưng bày sản phẩm OCOP. Khởi nghiệp ở đô thị từ nuôi lươn không bù. Sức lan tỏa từ mô hình kinh tế thi đua. Thưa quý vị, thưa bà con nông dân, Diễn đàn Kết nối Doanh nghiệp, Công nghiệp, Thương mại, Nông nghiệp, Công nghệ cao Eurocharm tỉnh Bình Phước được tổ chức trong tuần qua thực sự là một sự kiện đặc biệt có ý nghĩa. Vâng, thưa quý vị của bà con nông dân, trong số hơn 14 tham luận trình bày tại diễn đàn thì có đến 6 tham luận đề cập đến vai trò của nông nghiệp xanh, sản phẩm nông nghiệp chế biến sâu đáp ứng các tiêu chuẩn của khu vực châu Âu, một thị trường tiềm năng nhưng vô cùng khắt khe về quy chuẩn Organic Global Gap. Phóng viên của bản tin kinh tế nông nghiệp cũng đã ghi nhận một số ý kiến mà doanh nghiệp châu Âu quan tâm. Tại Bình Phước của các bạn, chúng tôi mong muốn có cơ hội để được đồng hành cùng các doanh nghiệp trong lĩnh vực này. Đương nhiên, điều chúng tôi cần là địa phương cũng phải sẵn sàng, ngoài các chính sách ưu đãi, phải hỗ trợ cho các doanh nghiệp lĩnh vực này một cách cụ thể. Giai đoạn đầu sẽ rất khó, nhưng nếu làm được, Bình Phước sẽ có cả một tương lai phía trước với thị trường tiềm năng khoảng 500 triệu dân khu vực châu Âu. Chúng tôi đặc biệt quan tâm đến nông nghiệp công nghệ cao, một lĩnh vực đang là xu hướng của các nhà đầu tư châu Âu. Hiện Bình Phước vẫn đang sản xuất nông nghiệp theo phương thức cũ khiến nông nghiệp tạo ra khí carbon hiệu ứng nhà kính. Những nhân tố này lại tác động ngược lại nền nông nghiệp, hiệu ứng hai chiều này chỉ có nền nông nghiệp xanh mới hóa giải được. Một trong những điểm nhấn của hội báo toàn quốc năm nay là có sự góp mặt của 64 gian hàng sản phẩm OCOP đến từ 50 tỉnh thành phố trực thuộc trung ương. Việc góp mặt các sản phẩm OCOP tại hội báo toàn quốc lần này còn góp phần củng cố thương hiệu nông sản địa phương, giúp sản phẩm OCOP của các tỉnh thành tiếp cận được nhiều bạn hàng mới. Em đi tham gia như vậy thì em sẽ được tiếp cận được với người dân á, để người ta tiếp cận được cái sản phẩm đó. Em cũng mong muốn là có những cái hội chợ như vậy để tạo cho các chủ thể mà nông thôn như chúng em được tiếp cận với tận tay người tiêu dùng ạ. Cứ mỗi lần tham gia hội chợ thì thật sự là đơn vị rất kỳ vọng là đưa sản phẩm mình ngày một rộng rãi hơn cho đến người tiêu dùng, giới thiệu cái thương hiệu ngày càng phát triển. Quý vị thân mến, trồng cây vì một Việt Nam xanh cho các thế hệ hôm nay và mai sau cũng chính là đưa Việt Nam trở thành một điểm đến hấp dẫn về cuộc sống hài hòa với thiên nhiên. Dạ vâng, đúng là như vậy thưa quý vị. Và thực hiện lời kêu gọi của Thủ tướng Chính phủ trồng mới 1 tỷ cây xanh giai đoạn 2021-2025. Thời gian qua, các hoạt động trồng cây xanh diễn ra trên khắp các tỉnh thành trong cả nước, đặc biệt là các khu vực rừng phòng hộ, rừng ngập mặn, các khu vực đất trống, đồi núi chọc, trong đó có tỉnh Bình Phước của chúng ta. 5 năm qua, tỉnh Bình Phước đã trồng được trên 2.658.300 cây xanh với tổng kinh phí trên 53.815.000.000 đồng, đạt 81,62% so với kế hoạch. Bình Phước phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trồng mới, lọt top 10 tỉnh thành phố có quy định về phân cấp quản lý cây xanh đô thị trên địa bàn. Đề án 1 tỷ cây xanh được Thủ tướng phê duyệt với mục tiêu đến hết năm 2025, cả nước trồng 690 triệu cây phân tán, 310 triệu cây tập trung. Tính trung bình mỗi năm, 138 triệu cây phân tán và 36.000 hectare rừng được trồng mới.
Quý vị và bà con nông dân thân mến, thời điểm này thì tại tỉnh Bình Phước của chúng ta, người nuôi ong lấy mật đang bước vào mùa thu hoạch rộ. Tuy nhiên thì bên cạnh niềm vui được mùa thì người nuôi ong vẫn còn nhiều trăn trở trong khâu tiêu thụ. Mới đây thì Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy Đồng Xoài Hà Anh Dũng cùng đoàn công tác của thành phố cũng đã đi thăm một số mô hình kinh tế nông nghiệp tiêu biểu, trong đó có mô hình nuôi ong lấy mật của công ty trách nhiệm hữu hạn mật ong Sông Bé. Qua đó thì cũng đã có những góp ý trực tiếp để công ty hoạt động hiệu quả hơn. Công ty trách nhiệm hữu hạn mật ong Sông Bé có mặt tại Bình Phước kể từ ngày tái lập tỉnh đến nay. Mặc dù có bề dày kinh nghiệm trên 20 năm trong nghề, phát triển ổn định thị trường trong nước, tuy nhiên công ty mật ong Sông Bé vẫn còn gặp khó khăn trong việc xuất khẩu ra thị trường nước ngoài. Còn thị trường mật ong của chúng tôi và tất cả những người nông dân Bình Phước này đa phần là xuất khẩu sang thị trường của bên Mỹ. Thì trong mấy năm nay thì nó có cái vụ kiện chống bán phá giá, cho nên là về đầu ra thì cũng tương đối khó khăn cho bà con. Thì nhân đây thì tôi cũng có một kiến nghị, cũng đề xuất với các cấp lãnh đạo quan tâm hơn đến cái nghề nuôi ong của bà con Bình Phước, bởi vì đã và đang có một bộ phận sinh sống bằng cái nghề nuôi ong. Tới thăm mô hình nuôi ong lấy mật của công ty đúng vào dịp thu hoạch mật, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy Đồng Xoài Hà Anh Dũng cho rằng việc phát triển nghề nuôi ong là hướng đi đúng vì Bình Phước có nhiều điều kiện phù hợp. Tuy nhiên muốn thành công hơn nữa thì công ty cần phải chú trọng việc xây dựng quảng bá thương hiệu. Đứng từ góc độ lãnh đạo địa phương thì chúng tôi nghĩ rằng sau này sẽ tiếp tục chỉ đạo các cơ quan chuyên môn, sẽ hỗ trợ các cái doanh nghiệp, các cái nông dân sản xuất giỏi về xây dựng thương hiệu, xây dựng truyền thông. Và cái khâu quan trọng nhất vẫn là khâu chúng ta chuẩn bị trong tuyên truyền, làm sao cho bản thân người dân tham gia vào sản xuất nuôi ong lấy mật cũng như là thị trường tiêu thụ sẽ ngày một hiểu sâu hơn về những cái nội dung quan trọng này. Và chất lượng của ong, nguồn mật ong của tỉnh Bình Phước nó như thế nào để mang được cái thương hiệu của Bình Phước ra thị trường chung trên cả nước và thế giới. Quý vị và bà con nông dân thân mến, trong điều kiện ở thị trấn, thị tứ và thành phố đất chật người đông thì bên cạnh hoạt động thương mại, dịch vụ thì phát triển nông nghiệp đô thị được các cấp, các ngành và người dân rất là quan tâm ạ. Nhiều mô hình khởi nghiệp ở đô thị đã ra đời và hứa hẹn nhiều triển vọng, trong đó thì nuôi lươn không bùn là một mô hình rất là phù hợp. Đàn lươn 5.000 con này là của hộ anh Bùi Viết Mai ở khu phố Phước Hòa, phường Tân Thiện. Đây là kết quả bước đầu từ sự đam mê, ham học hỏi và quyết tâm khởi nghiệp, vì diện tích đất của nhà anh Mai hiện chỉ vỏn vẹn vài chục mét vuông, còn dư thừa phía đằng sau nhà. Đến nay, sau 5 tháng nuôi, anh Mai đã cảm nhận được sự thành công bước đầu khi đàn lươn khỏe mạnh, phát triển tốt. Thì theo hướng dẫn của nhà đưa giống về, thì người ta sẽ dạy cho mình cách kỹ thuật, thì cứ ngày thay nước một lần. Là lươn là bản chất của nó là phải sạch, nước sạch cứ 5 ngày là sát trùng một lần để cho con cho vào nước, để cho con lươn nó những cái con vi trùng ở lươn ấy là nó chết đi rồi nó còn khỏe mạnh vậy thôi. Trong quá trình chăm sóc lươn không bùn, điều quan trọng nhất là môi trường sống cho lươn. Nguồn nước nuôi lươn ở phải sạch, phải thay nước mỗi ngày, chi phí thức ăn không đáng là bao. 3 tháng đầu đời, với số lượng đàn nuôi 5.000 con như của anh Mai, chỉ mất 1,5 triệu đồng. Lươn càng to thì thức ăn có tăng lên nhưng cũng không nhiều. Trong quy trình nuôi thì theo tôi đấy, đến cuối tháng 1 năm á, suất là tính ra là mỗi một con lươn ấy là ăn được có 2 nạng cám thôi. Mà trong 5.000 con nó rơi vào tầm 20 triệu tiền cám, tiền giống 21 triệu. Tiền xây này 5 triệu, nếu mà xuất ra theo thị trường bây giờ là tôi lời được khoảng độ 60%. Thì cũng Hội Nông dân phường Tân Thiện cũng mời hội viên tham gia các buổi tham quan và tập huấn đó, thì đưa kỹ thuật rồi xây dựng dự án, cũng đồng thời là cũng xây dựng dự án nuôi lươn không bùn trên 3 hội viên trong 150 triệu cho dự án của Quỹ Hỗ trợ Nông dân thành phố cho hội viên vay. Đến đây thì cái hộ ông Bùi Viết Mai, hội viên Bùi Viết Mai này thì là
gọi là đã cơ bản là thấy thành công khi mà con lươn phát triển nhanh đều. Nuôi lươn không bùn hay bất cứ sản phẩm nông sản nào khác, vấn đề đầu ra là yếu tố quyết định. Đáng ghi nhận là anh Bùi Viết Mai cũng đã tự kết nối được đầu ra và có nhiều định hướng phát triển khả quan trong thời gian tới. À, cái đầu ra thì đơn giản lắm. Thì hội nuôi lươn của Việt Nam đấy, mình cứ gia nhập vào đó. Xong, mình ở khu vực miền Nam thì ở chợ Bình Điền người ta sẽ gom. Các thương nhân người ta gom về chợ Bình Điền rồi người ta bán. Thế thôi, cứ đến ngày xuất là alo người ta tới là người ta cân. Ở thành phố Đồng Xoài, hiện tại những mô hình tương tự như nuôi lươn không bùn của anh Bùi Viết Mai cũng đang dần hình thành, phát triển và đi vào quy củ. Hướng làm kinh tế nông nghiệp đô thị có nhiều triển vọng này là một giải pháp hiệu quả, khả thi, góp phần cải thiện, nâng cao thu nhập cho người dân trong điều kiện đất chật người đông. Thưa quý vị và bà con nông dân, những năm qua thì cùng với cả nước, phong trào thi đua nước trên địa bàn tỉnh Bình Phước được triển khai rộng khắp và ngày càng có sức lan tỏa sâu rộng. Với mô hình kinh tế thi đua của bà con nông dân tham gia đã tác động tích cực đến đời sống của nông dân, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội, xây dựng nông thôn mới ở địa phương. Có dịp tham gia cùng đoàn công tác khối thi đua số 2, gồm Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể tỉnh Bình Phước. Chúng tôi thực sự thú vị khi có rất nhiều mô hình tiêu biểu của hội viên trong tỉnh hưởng ứng phong trào thi đua yêu nước bằng những phần việc cụ thể trên trang trại vườn dẫy của mình. Bà con gọi đó là mô hình kinh tế thi đua. Trang trại Queen Farm của anh Nguyễn Thế Tùng ở xã Đăng Hà, huyện Bù Đăng được thành lập năm 2013, chính thức đi vào hoạt động từ năm 2020. Hơn 50 hecta trồng sầu riêng và một số loại cây ăn trái khác đang được canh tác theo tiêu chuẩn Global Gap, vận hành bởi trí tuệ nhân tạo để tưới tiêu, bón phân. Câu chuyện làm nông tử tế được anh Nguyễn Thế Tùng chủ động thực hiện trong bối cảnh hội nhập, cạnh tranh sâu rộng của hàng Việt ra các nước và nhu cầu tiêu dùng nội địa ngày càng khắt khe. Vì thế, anh Nguyễn Thế Tùng luôn trăn trở làm thế nào để bảo đảm tiêu chuẩn, chất lượng an toàn cho sản phẩm nông nghiệp, đồng thời phải trả lại cho đất, cho cây trồng những gì mà nông dân gặt hái được qua từng mùa vụ. WinFarm cũng như các anh em được kết nạp sẽ có suy nghĩ thứ nhất để làm sao canh tác có lợi cho cộng đồng, mang đến cái giá trị sức khỏe và những cái nông sản ngon và sạch đến cho xã hội, và xa hơn là có thể xuất khẩu một cách chính ngạch mà chúng ta không bị phụ thuộc bởi bất kỳ cái yếu tố gì. Thứ hai nữa là truyền đạt những cái tư duy, những cái tư tưởng làm nông nghiệp sinh thái, nông nghiệp hữu cơ tuần hoàn và chuyển đổi số trong nông nghiệp, và làm sao mà quản lý được nguồn lực và quản lý được rủi ro. Đoàn công tác cũng rất ấn tượng với mô hình trồng dưa lưới của anh Đỗ Ngọc Hưng, xã Đồng Tâm, huyện Đồng Phú. Trên diện tích gần 1.200 m², anh Hưng tập trung trồng dưa lưới Huỳnh Long, dưa lưới TL3, những giống dưa cho sản lượng cao, phẩm chất tốt, đầu ra vô cùng ổn định, do đã ký kết hợp đồng thu mua với các chợ đầu mối, siêu thị trong và ngoài tỉnh. Anh Hưng chia sẻ, anh cũng hưởng ứng phong trào thi đua theo cách riêng, đó là thi đua sản xuất, thi đua làm giàu chính đáng, đặc biệt là tạo ra sản phẩm chất lượng, giá cả hợp lý để phục vụ khách hàng. Xa hơn, có thể xuất khẩu mặt hàng dưa lưới Bình Phước sang các thị trường tiềm năng khác. Thì hiện tại bây giờ tôi đang là làm theo cái quy chuẩn của Việt Gáp, mà tôi cũng đã gọi là hướng tới là cái tiêu chuẩn của Coop. Đấy, và là tôi cũng muốn là tôi làm hồ sơ để tôi sẽ đăng ký cái thương hiệu dưa lưới Ngọc Hưng là thương hiệu đặc quyền của tôi ở cái tỉnh Bình Phước này nói riêng và Việt Nam nói chung. Toàn tỉnh hiện có trên 400 mô hình nông dân đăng ký thực hiện mô hình kinh tế thi đua. Mô hình mang lại rất nhiều giá trị cho xã hội, cho khách hàng và cho chính các hộ dân. Khó khăn hiện tại của mô hình là nguồn vốn đầu tư tương đối lớn, nhưng đa phần các mô hình đều do nông dân tự vận hành. Điều đáng nói là một số sản phẩm nông nghiệp của các mô hình được thị trường trong nước và quốc tế đón nhận, nhưng không đủ sản lượng để cung cấp. Trong khi đó, việc liên kết các mô hình lại khó thực hiện. Để có mô hình tốt, để có chất lượng, để phát triển thì phải có những cái
hỗ trợ tạo điều kiện cho bà con về cái tư vấn, về cái kỹ thuật. Cái thứ hai nữa là cái năng suất. Cái thứ ba nữa là cái đầu ra. Đó là một trong những cái yếu tố để tạo cho bà con yên tâm, tâm huyết hơn, phát triển hơn. Dạ vâng, thưa quý vị và bà con nông dân, muốn đi xa thì đi cùng nhau. Mong rằng là các mô hình sớm liên kết để cùng nhau phát triển, đưa nông sản của tỉnh Bình Phước chúng ta vươn xa hơn và bền vững hơn ạ. Vâng, và đến đây thì thời gian dành cho bản tin kinh tế nông nghiệp của Đài Phát thanh Truyền hình và Báo Bình Phước xin được tạm dừng tại đây. Một lần nữa xin được cảm ơn Liên minh Hợp tác xã tỉnh, Phân bón Mặt Trời Mới và Phân bón Hải Phòng đã luôn luôn đồng hành cùng chúng tôi trong suốt một thời gian dài vừa qua. Thân ái chào tạm biệt quý vị và hẹn gặp lại.